tôi hỏi mọi người này trong hai người này thì ai là người tốt ông a từng bị đuổi việc hai lần thường ngủ đến trưa chơi thuốc viện khi còn là sinh viên uống rượu mỗi buổi chiều còn ông b thì từng là anh hùng chiến tranh ăn chay không uống rượu không hút thuốc các ông nghĩ là ông b đúng không nhưng mà ông a thì là winston churchill là cái ông này trong Peaky Blinders này Còn ông B thì là Adolf Hitler Cái tên mỹ tế nhiều nhất thế kỷ 20 Một cái tên mà dường như là hiện thân của quỷ dữ Tại nhiều nước phương Tây thậm chí người ta còn không nói ra Mà chỉ gọi là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Có rất là nhiều bộ phim lấy đề tài thế chiến thứ hai Và hình ảnh của Hitler cùng Đức Quốc xã Thường được thể hiện theo một trong hai cách hoặc là một đám phản diện kinh khủng tởm và cuối cùng phải nhận cái kết xứng đáng hoặc là nhóm người theo chủ nghĩa lý tưởng tận hiến hoàn toàn tin vào những gì họ làm và sẵn sàng trả mạng sau khi đọc và xem một đống tư liệu về hitler hôm nay tôi sẽ nói về con người của hắn thông qua một hitler chân thực nhất từng xuất hiện trên màn ảnh theo đánh giá của các nhà sử học nhé không phải là tôi tự nói nhé được thủ vai bởi cô diễn viên người thụy sĩ bruno gans trong bộ phim đức xuất sắc nhất từng được sản xuất đấy là downfall của ông đạo diễn có cái tên mà tôi không phát âm nổi này và đây là phân tích quý dữ Adolf Hitler. Vì nội dung của Downfall gói gọn trong 10 ngày cuối cùng của Hitler nên chúng ta hãy cùng nói qua một chút về tiểu sử của hắn. Hitler sinh năm 1889 tại khu vực nói tiếng Đức ở Đế quốc Áo Hung, hay đơn giản là khu vực nước Áo ngày nay. Rất nhiều người Áo khi ấy tự coi mình là người Đức và ủng hộ thống nhất với Đức hơn là chính quyền Áo Hung đa sắc tộc. Hitler cũng như thế, hắn là con thứ tư trong gia đình có 6 người con nhưng mà cả năm người còn lại đều chết yểu nên là không khó hiểu khi mà Hitler thường sống hướng nội và tách biệt với mọi người. Khi còn nhỏ thì Hitler với bố không hợp nhau lắm vì bố hitler thì muốn hitler làm bác sĩ còn hitler thì lại muốn làm họa sĩ sau khi bố mất hitler xin vào học viện nghệ thuật vienna hai lần nhưng mà đều bị từ chối sau khi mẹ mất nốt thì hitler mồ côi thất nghiệp và phải sống vô gia cư vài năm Hitler nghèo còn người Do Thái thì giỏi làm kinh tế Cho nên có thể, có thể nhé Hắn đã hình thành tư tưởng bài Do Thái trong khoảng thời gian này Rồi Thế chiến thứ nhất nổ ra Hitler tòng quân phục vụ Đức Dù vẫn mang quốc tịch áo Và được nhận huân chương tập tự sắt hạng nhất Sau khi bại trận vào năm 1918 Đế quốc Đức mất khá khá lãnh thổ Nên quân chủ bị phá bỏ để chuyển sang chế độ Cộng hòa nghị viện Và phải trả một khoản chiến phí khổng lồ cho phe thắng cuộc theo hiệp ước Vexay, khiến nền kinh tế Đức gần như là sụp đổ. Sau đệ nhất thế chiến thì Hitler ở lại quân đội Đức để làm tình báo và trong một lần nằm vùng ở đảng lao động Động đức một đảng với tư tưởng bài do thái chủ nghĩa dân tộc và chống chủ nghĩa marx rất là hợp ý nhà thơ à nhầm hợp ý họa sĩ thế là hitler bỏ luôn quân đội để vào đảng năm 1919 rồi trở thành chủ tịch đảng vào năm 1921 nhằm thúc đẩy nâng cao bộ nhận diện hitler đổi tên đảng thành đảng công nhân đức quốc gia xã hội chủ nghĩa hay gọi tắt là đảng quốc xã và thiết kế một lá cờ mới với chữ vạn ngược nhờ tay hung biện thượng thừa của mình thì Hitler bắt đầu thu hút dân chúng. Cuộc đại khủng hoảng đã tạo ra cơ hội chính trị cho Hitler. Người Đức càng ngày càng chán cái nền cộng hòa nghị viện toàn bóp và họ ngả dần về các lựa chọn cực đoan. Năm 1932, Hitler được bổ nhiệm làm thủ tướng Đức sau hàng loạt những màn cung đấu như là phim tàu. Đảng Quốc xã được tuyên bố là đảng hợp pháp duy nhất ở Đức vào năm 1933. Khi tổng thống Đức bấy giờ qua đời vào năm 1934, Hitler hợp nhất hai chức vụ tổng thống và thủ tướng gọi là quốc trưởng, vừa là nguyên thủ quốc gia, vừa đứng đầu chính phủ chính thức trở thành một độc tài một mình cầm đầu nước đức dưới quyền hitler đức rút khỏi hội quốc liên tiền thân của liên hợp quốc và mở rộng quy mô các lực lượng vũ trang năm 1938, hitler đạt thỏa thuận sắp nhập áo vào đức và ký hiệp định munich với một số nhà lãnh đạo châu âu nhượng lại một số quận nói tiếng đức của tiệp khác cho đức đảo ngược lại hiệp định vexay giúp hitler được tạp chí tham bầu chọn là người đàn ông của năm tuy nhiên chiến thắng ngoại giao này chỉ làm hitler thêm hậm hĩnh Năm 1939, Đức và Liên Xô tấn công và chia đôi Ba Lan. Tiếp đó thì Đức nhanh chóng chiếm được Bỉ này, Pháp này, Scandinavia này, vân vân. Nói chung là một phần lớn của châu Âu. Rồi tiếp tục tấn công Anh. Liên minh phe trục giữa Đức, Ý và Nhật Bản chính thức được ký kết với mục đích là ngăn cản Mỹ hỗ trợ và bảo vệ Anh. Năm 1941, Hitler sẽ hiệp ước không xâm lược để tấn công Liên Xô. Nhật Bản cũng tấn công chân châu cảng tại Hawaii của Mỹ. Thế là Hitler và phe trục bây giờ phải đối đầu với một liên minh giữa Anh, đế quốc rộng lớn nhất thế giới, Mỹ, cường quốc tài chính lớn nhất thế giới, Liên Xô quân đội đông nhất thế giới và từ đó thì phe trục dần bị đẩy lùi sau những thắng lợi ban đầu quân đức bị ép lui về berlin ngày 30 tháng 4 năm 1945, nghìn hitler tự sát cùng với người vợ là eva brown một ngày sau khi tổ chức hôn lễ bên trong một bong ở berlin thi thể của họ sau đó được hỏa thiêu để tránh rơi vào tay quân đồng minh trước khi berlin thất thủ vào ngày 2 tháng 5 năm năm một trong cuộc thế chiến lần thứ hai này ngoại trừ các thương vong do chiến trận thì đức quốc xã và đồng minh đã gây ra cái chết của khoảng 14 triệu người thông qua các hành vi diệt chủng trong đó có 6 triệu người do thái khoảng 2 phần ba dân số do thái tại châu âu khi đó downfall là câu chuyện diễn ra hoàn toàn bên trong bong ke tại berlin người giúp chúng ta có cái nhìn từ bên trong thế giới khép kín của hitler là charles Jung, cựu thư ký và là nhân chứng cho sự suy tàn của hắn ta bà đã viết một cuốn hồi ký về những trải nghiệm của mình đây chính là một trong những tư liệu được sử dụng để tạo nên downfall trong đoạn clip ở cuối phim được quay không lâu trước khi bà qua đời Trudeau đã nói rằng là lẽ ra bạn nên hiểu hơn về tội ác của Đức Quốc xã, nhưng mà cũng như bao người dân Đức thời bấy giờ, Hitler trong mắt Trudeau vẫn là idol quốc dân. Được làm việc cho Hitler thì không khác gì chúng Việt Lót. Bạn biết cái gì khác cũng giống như chúng Việt Lót không? Đó là vớ được chương trình sale cực hấp dẫn từ 360 Unisex, nhãn hiệu thời trang Unisex đang nhầm nhè vị trí hàng đầu trên sàn Shopee Mall. Nay đang có quả sale quần kaki giá chỉ 125k khi áp voucher đặc biệt. Đây là sản phẩm từ bộ sưu tập đồng giá với chất lượng được đảm bảo vải dày dặn nhưng vẫn thoáng mát, form rộng vừa vặn không nóng bí, tiện lợi và dễ phối đồ để đi học, đi làm, đi chơi. Đã thế lại còn sale mạnh từ 419k chỉ còn 125k khi app voucher. Link mua hàng dưới phần mô tả và bình luận. Quay trở lại với phim thì Hãy nhìn vào phân cảnh đầu tiên của phim tháng 11 năm 1942 khi cho đồ cùng bốn người phụ nữ khác được đưa đến buổi tuyển thư ký của Hitler. Hitler xuất hiện vô cùng tử tế từ cái cách chào hỏi các cô gái cho đến cách đối đáp dịu dàng khi mà cho đồ mắc lỗi đánh máy. Suy ra là làm việc cho Hitler thì lỗi chắc chắn không phải của thằng đánh máy. <laughs> xin lỗi, tôi đùa hay ngu. Ừ, quay lại cái hình ảnh tử tế của Hitler thì đây không phải là hình ảnh mà mọi người thường nghĩ về hắn nhưng trên thực tế thì đó mới là hình ảnh mà Hitler thường trưng ra đây là cảnh phim duy nhất trước khi chúng ta tới được cái sự hỗn loạn của năm 1945 nhưng chỉ như thế là đủ để hiểu tại sao làm việc cho Hitler lại hấp dẫn trong mắt người Đức. Xuyên suốt bộ phim, chúng ta thấy được cái sự trung thành mù quáng của người Đức đối với Hitler. Dù sức khỏe Hitler đã đi xuống và thất bại đã hiện rõ trước mắt, Hitler vẫn tiếp tục tiến hành những cuộc chiến trong tưởng tượng, Ping vào mini map và hét lên omit và côn cả những người đang trên mạng đếm số. Một Hitler điên rồ và suy nhược, nhưng mà điều đó lại không ảnh hưởng đến những fan trung thành. Ví dụ như là vợ chồng ông tướng này, những người đã ở lại boongke và tự sát theo chủ tôi xin lỗi những người học tiếng đức nhưng mà mấy quả tên này tôi chịu rồi cô y tá cầu xin hitler đừng từ bỏ hy vọng chỉ cần hắn dẫn dắt thì mọi người sẽ tuân theo ngay đến cả một cô thiếu nữ bên ngoài bon ke khi được hỏi là tại sao vẫn đánh cô gái trả lời vì quốc trưởng bảo đánh cái sự tương phản được thể hiện rõ rệt trong thoại phim trong cách mà người đức nói về hitler và cách mà hitler nói về người đức người đức chiến đấu vì một cá nhân duy nhất nhưng họ chỉ là công cụ để hitler thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình vậy thì cái tôi cá nhân của hitler là gì trong cảnh phim này, Hitler đang ngắm bức tranh của Frederick đệ nhị của Phổ, người đã đặt nền móng quan trọng để Phổ thống nhất Đức. Khi Hitler đi công du Paris vài năm trước sự kiện của phim, hắn đã nhất quyết đến thăm mộ Napoleon và nói rằng đây là một điểm đến quan trọng. Có thể thấy là Hitler tự coi mình ngang hàng với những kẻ sinh phạt này. Hay nói cách khác thì Hitler tự coi mình là một người phi thường. Người phi thường thì thường có lý tưởng và có nghe ai hết. Kết hợp với những vấn đề tâm lý khác của Hitler thì ta có cái gì? Một kẻ tự luyến hạng nặng hắn dành toàn bộ bộ phim để mà đổ lỗi cho người khác tim thắng thì là do mình hay còn tim thua thì do đồng đội tệ hitler không hề nhận ra rằng chính những quyết định sai lầm của bản thân đã đưa nước đức đến bờ vực của thất bại quốc lực của đức không thể gánh nổi cái sự bành trướng quá nhanh và quá nguy hiểm của hitler một điểm chung giữa những người đã thay đổi tiến trình lịch sử là sự tự tin tuyệt đối thành công ban đầu trong cuộc chiến càng khiến hitler cố chấp tự viễn rằng bản thân không thể mắc sai lầm đây chính là lý do mà giúp hitler thành công nhưng cũng là lý do dẫn đến thất bại của hắn từ hình ảnh suy sụp của Hitler có thể thấy hắn không một mình tạo ra Đức Quốc xã Hitler chỉ là tâm điểm cho sự nổi dậy của người Đức trong cơn bí cực hậu thế chiến thứ nhất được thúc đẩy bởi sự phân biệt chủng tộc tư tưởng bài ngoại và sự tự cao Hitler đã khai thác thành công cảm giác này của người Đức nhưng hắn không phải là một người vĩ đại mà chỉ đơn giản là một người được số phận đưa đẩy để thực hiện những hành vi tội ác kinh khủng bậc nhất thế kỷ 20 đó chính là lời cảnh báo của Danfo bộ phim không khiến chúng ta nhìn nhận một con quái vật như một con người đầy khiếm khuyết mà nó khiến ta suy nghĩ về việc tại sao một con người đầy khiếm khuyết lại có thể được xem như một vị thần và đó là điều nên được xem xét một cách nghiêm túc những người tự ti thì thường đu theo những người tự tin và coi đó là lối tắt dẫn đến thành công dễ hiểu thì là kiểu dạng háng leo ranh người tự ti thì nghĩ rằng là chỉ cần người tự tin xanh là mức ranh sẽ được cải thiện nhưng mà con người thì vẫn là con người chúng ta không thể đặt số phận của mình vào tay người khác và phải đến khi mà berlin bắt đầu sụp đổ thì một số người xung quanh hitler mới nhìn rõ thực tế này trong cảnh phim về bữa ăn cuối cùng của Hitler, cho đồ nhìn vào đôi tay run rẩy của hắn, sự yêu mến trong ánh mắt ở lần đầu gặp mặt đã hoàn toàn biến mất. Cho đồ nhìn thấy một Hitler chân thật nhất, một con người bình thường bị tha hóa bởi những ý tưởng xấu xa. Ngay cả người bạn gái Eva Braun của Hitler cũng nói rằng là dù quen nhau 15 năm nhưng mà bà không biết gì về hắn ta. Chẳng ai ở Đức biết cái gì cả họ không muốn biết về con người thật của hắn họ muốn tin vào cái bánh vẽ của ông họa sĩ tin vào hình ảnh lý tưởng được tạo ra trong tâm trí họ nhưng đây mới là cái cách mà câu chuyện kết thúc thành công của downfall là khẳng định con quái vật không phải lúc nào cũng quái dị hitler biết cách để tử tế với những người thân cận và trên thực tế là hắn có đầy đủ tố chất để trở thành một người tử tế nhưng vậy thì bộ phim đã đưa ra cái nhìn đầy đủ về hitler hay chưa tôi không cho là như thế không có một bộ phim nào đủ khả năng cả và tất cả những gì mà chúng ta có thể rút ra là hàng triệu người của cả một đất nước có thể bị rắt mũi, bị lôi kéo vào sự điền loạn không tưởng dù đó không phải điều nên làm. Mà dù gì thì cuộc chiến cũng đã trôi qua hơn 70 năm. Một cao nhân đã từng nói rằng là người đã giết Hitler xứng đáng được lên thiên đường. Vậy xét cho cùng chắc là Hitler cũng không hoàn toàn xấu bởi vì Hitler đã giết Hitler. Nghe sầm lìn vãi nhưng mà coi như tôi chưa nói gì nhé. Đây là vịt. Xin chào và hẹn gặp lại.